Xin kính chào quý vị Phật tử. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bí mật bên trong nơi tu tập của thầy Minh Tuệ tại Gia Lai, lời ẩn ý của bà Nguyễn Phương Hằng gây xôn xao dư luận. Thầy Minh Tuệ trò chuyện cùng Phật tử, cận cảnh bên trong nơi tu tập của thầy tại công ty Thiên Định Tuệ. Xin chào quý vị khán giả, vậy là thầy Minh Tuệ đã trở về Gia Lai trong niềm hân hoan vui sướng của hàng triệu Phật tử gần xa. Đặc biệt, sự kiện này lại diễn ra đúng vào thời điểm mà bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn đầy ẩn ý về việc thầy Minh Tuệ cần được giải cứu bởi một thế lực nào đó. Đồng thời, bà cũng đặt nghi vấn về tổ chức nào đang chống lưng và hỗ trợ phía sau thầy. Tuy nhiên, việc thầy Minh Tuệ trở lại trong bình yên, dưới sự bảo vệ an toàn và hỗ trợ của cơ quan chức năng từ cấp địa phương đến cấp bộ, đã khẳng định sự trong sáng và thuần túy trong con đường tu hành của thầy, không vì bất kỳ mục đích gì khác. Nếu thật sự thầy có liên quan đến một tổ chức hay thế lực nguy hiểm như những lời đồn đoán, chắc chắn trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những hình ảnh và khoảnh khắc đặc biệt trong buổi trò chuyện của thầy Minh Tuệ cùng các Phật tử. Đặc biệt, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng cận cảnh không gian nơi thầy tu tập, tọa lạc tại công ty Thiên Định Tuệ. Đây không chỉ là một không gian thanh tịnh mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh, nơi thầy chia sẻ giáo lý và truyền trao những thông điệp sâu sắc đến các Phật tử gần xa. Đầu tiên, mời quý vị cùng xem qua nơi tu tập và ngồi thiền của thầy. Thầy an nhiên ngồi trên một tảng đá lớn, tảng đá mang vẻ đẹp huyền bí với những hốc lõm tròn trịa, như thể thiên nhiên đã kỳ công khắc tạc qua bao năm tháng. Trong mỗi hốc đá ấy, nước mưa còn đọng lại, tạo nên những chiếc hồ nhỏ phản chiếu ánh trời xanh và cây cỏ xung quanh, tựa như những mắt ngọc trên mặt đá. Không có cốc nhỏ hay chòi lá che chắn kỹ lưỡng, thầy chọn cho mình sự giản dị nhất một mái lều cam đơn sơ, nhẹ nhàng phủ lên để che nắng mưa. Giữa thiên nhiên thuần khiết, thầy hòa mình vào đất trời cùng sự khiêm nhường chân chất. Khung cảnh bình dị ấy làm mềm lòng người chiêm ngưỡng, như thấy được hình bóng của một bậc chân tu đang đồng hành với đất, nước, cây và gió, chỉ mong bình yên mà không đòi hỏi gì hơn. Những Phật tử đến gặp thầy không khỏi xúc động trước sự giản đơn này. Phía sau lưng thầy là một khung cảnh thanh bình và nên thơ, một mặt hồ yên ả trải dài, nước trong vắt như gương, những cây cối mọc san sát bên bờ hồ tỏa bóng mát, làm dịu đi cái nắng. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng thầy Minh Tuệ và anh Tuấn đang đứng trò chuyện, thầy trong bộ y phục giản dị, trầm mặc và nhẹ nhàng, trong khi anh Tuấn đứng bên cạnh, lắng nghe với sự kính trọng. Có vẻ như anh Tuấn đã rất khéo léo và tinh tế trong việc chọn lựa nơi tu tập cho thầy. Những yếu tố của thiên nhiên dường như đã được sắp đặt một cách hài hòa, tự nhiên, không phô trương nhưng đầy ý nghĩa. Chắc hẳn anh Tuấn đã đặt cả tấm lòng vào việc chọn nơi này, mong muốn thầy có một không gian an yên để lắng lòng và hướng về những điều cao đẹp trong tâm. Trong đoạn video ngắn được một Phật tử hữu duyên gặp thầy chia sẻ lại, hình ảnh thầy Minh Tuệ hiện lên với vẻ rạng người khác lạ, như tỏa ra một ánh hào quang ấm áp khó tả. Không chỉ đơn thuần là nụ cười trên gương mặt mà là sự hân hoan vui tươi lan tỏa từ sâu thẳm nội tâm, thầy khiến người xem cũng cảm nhận được niềm an lạc trong lòng. Ánh mắt thầy bình dị mà thâm trầm, giờ đây sáng lên, tràn đầy sự thông tuệ và từ bi, phản ánh rõ nét của một người đã vượt qua những khổ đau đời thường để tiến đến trạng thái giác ngộ và đắc đạo. Ánh mắt ấy như mang theo những hiểu biết sâu sắc, thấu triệt mà bao người đời vẫn khát khao tìm kiếm. Một ánh mắt trong trẻo như thể có thể nhìn xuyên qua mọi phiền não và trần ai, đem lại cho những ai có duyên gặp thầy cảm giác bình an lạ kỳ. Thầy không chỉ vui mà trong niềm vui ấy còn có sự bao dung, độ lượng của một người đã tìm thấy chân lý, sống hết mình trong từng khoảnh khắc hiện tại. Hình ảnh thầy Minh Tuệ trong video dường như không còn là một người tu hành bình thường, mà là hiện thân của một sự an lạc và hạnh phúc chân thật mà ai nhìn thấy cũng không khỏi ngưỡng mộ và kính yêu. Không ai biết thầy Minh Tuệ sẽ ở lại Gia Lai bao lâu, nhưng từng khoảnh khắc thầy có mặt nơi đây đều trở nên vô giá với Phật tử và bà con gần xa. Thầy có thể đi, có thể ở, nhưng tình cảm mà bà con và Phật tử dành cho thầy thì mãi mãi đong đầy, như một niềm tri ân chân thành, một lòng tôn kính không gì có thể lay chuyển. Thầy sẽ đồng vô đây. Thầy vô này cũng sợ. Ông để nhẹ ông, để nhẹ ông.
bà xin lại đi bà. Bà xin lại được rồi. Ông để nghe ông.
Có mấy đứa cháu con ông dựa kìa. Đấy, con ui, con ông đi đeo mấy đứa này. Bà xin lại đi bà. Bà xin lại được rồi. Video đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý vị.